Bây giờ mình đi hái me cả nhà ơi. Cái gì con? Ừ. Bây giờ mình đi hái, mình giục me xuống cho em bé này lượm. Con lượm me được không? Con rồi đó hả? Hết rồi. Ừ, con rồi nè, để bẻ ra được cho. Ừ, con rồi thôi. Ừ. Mày ăn hết rồi. Nhưng còn có cái hộ không mà. Mấy mày chín nó con ăn được không? Không. Không ăn mấy chín. Con ngồi xích ở đây nè. Rồi, lên đây nè. Con ngồi ở đây mới quay con được. Con ngồi đó không quay được đâu. Nè. Con muốn vậy. Rồi ngồi dép nè. Ngồi xuống dép nè. Gai không? Ngồi xuống luôn. Con mang dép ngược đó, con biết không? Con muốn nhồi. Ừ, con ngồi nó dép nè. Trái này mẹ chín. Cái này mình có che mượn này các bạn. Các bạn. Các bạn có ăn không? Các bạn có ăn không? Các bạn đâu rồi? Ừ. Ừ. Nó giờ quá. Dạ, mình ngồi xuống cái bẹp luôn đi. Mình ngồi xuống cái bẹp luôn đi. Mình ngồi xuống giống con nha. Đúng rồi. Ngồi dạ. Xuống mình ăn me luôn. Ăn me không đi. Rồi, rồi xích đá. Chứ không có sao đâu. Dạ. Rồi nha, rồi bắt đầu mẹ ơi. Rồi bắt đầu chúng ta ra ngoài đồng ăn me luôn. Gai không là không đâm thấy mẹ luôn. Gai không. Để các bạn ăn thôi. Bì. Mẹ ơi để con 1, 2, 3, 4, 5 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Rồi ăn. Ừ. Rồi ăn được rồi. Này mẹ. Ừ. Tóc. Râu. Lâu quá. Lâu như vậy nè. Mẹ. Không phải là ba đâu, con là em bé. Nếu mẹ lọc vỡ đi. Con không có ăn mà. Mẹ lọc vỡ đi. Mình ở đây mát quá mẹ ơi. Mát lắm hả? Bữa nay ông trời ông gió quá trời. Gió ba cái sầu đồ. Ba sầu đồ. Nè. Cái mè này ngon quá. Wow, cái mè. Ai cho chú coi. Wow. Mẹ hơi ngon không? Đây, mẹ hơi chín. Ngon không? Lưu, mình nấu lên nè. Mình cho kỹ á nha. Kêu con kêu lưu dòng kỹ con chi vậy? Dòng kỹ để cho cái gì? Ăn gạo, đất. Nó đang đi qua giọng gì? Ừ. Ngon cả nhà. Con kiến nè. Ừ, cảm ơn con nha. Ừ. Thì bé cài. Ừ, thì bé cài chắc không đụng mình đâu. Mình trong nhà mà. Con gà này. Chứ chuyện hoài ta. Con gà này. Ừ. Miên. Ừ. Đúng rồi, mẹ xe lọc chở lăn.